Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Hôm nay hệ thống ô tô xe máy toàn trung bên em mới về dòng sản phẩm mới, đó là Mazda 6 2.5 Premium. Thì em toàn xin quay review giới thiệu anh chị. Con xe này thì em đang bán với giá tiền là 565 triệu nha anh chị. Rất là hợp lý cho một con Mazda 6 đã qua sử dụng và chất lượng còn đẹp như vậy anh chị ạ. Xe này thì một chủ mua từ mới nha anh chị, chạy 6 vạn và bên em có nhận đổi bù trừ tất cả các loại xe cũ của anh chị muốn lên đời hoặc là muốn bán đứt cũng được. Anh chị cứ liên hệ qua số điện thoại 0979325679, nhớ kết bạn Zalo nha anh chị, gửi hình em sẽ định giá tốt nhất cho anh chị. Anh chị cứ tham khảo mọi nơi mà giá em hợp lý nhất, mua cao nhất anh chị cứ liên hệ em tới tận nhà mua tất cả các tỉnh thành trên cả nước nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ vô phần chi tiết em xin giới thiệu anh chị. Phần tổng quan bên ngoài thì con xe này đã qua sử dụng nên là có sơn tuốt nha anh chị. Thì mấy cái cản đây nè, mấy cái này là có tuốt rồi, mấy cái này nữ đi thì phải có tuốt, nhưng mà đâm đụng sẽ là không, đâm đụng sơn tuốt bên trong sẽ là không. Phần đầu xe là có cảm biến nha anh chị, dòng 2.5 bản đủ nó có cảm biến và rửa đèn, cái này có rửa đèn, xài đèn led 2.5 premium là phun nhất rồi, phun nhất anh chị ạ. Và con này được trang bị 519 nha anh chị. Đây 519. Nhìn rất là đẹp, thể thao, em mới sơn lại màu xám. Titan nó màu mới của 2021. Về tổng thanh nội thất bên ngoài thì quay một vòng cho anh chị xem. Con này nó dài lắm nha, con này nó dài tới 4m850 lận. Rất là dài. Con cúp B mà, nó rất là dài. Bô kép này có cảm biến sâu. Xe này đi gia đình hoặc đi ngoại giao làm ăn kinh doanh rất là sang trọng nha anh chị, rất là sang trọng. Và cái giá mà em đang mang lại cho anh chị là một cái giá tốt nhất tại thời điểm này anh chị ạ, tại thời điểm này. Bầu trời công nghệ luôn nha anh chị. Và mang được những cái tiện ích giải trí gọi là đặc sắc như là loa bass nè. Đó loa bass. Tiếp khách đi em. Loa bass nè. Ghế đây là ghế chỉnh điện luôn nha anh chị. Ghế chỉnh điện có nhớ ghế vị trí luôn. Nhớ ghế vị trí như vị trí. Ghế da xịn luôn nha, da rin luôn. Đây, hệ thống chống trượt in stop. Đầy đủ. Lịch kiểm tra định kỳ bảo dưỡng ở 68, đây 66 rồi, chủ xe mới bảo dưỡng á, chủ xe là nữ, mua một chữ của từ mới luôn nha anh chị. Đây có lại số vô lăng này, chạy rất là thể thao. Xe này mà anh nào thanh niên độ cũng đẹp, đi gia đình lớn tuổi cũng tốt. Mẫu mã Mazda thì nó trẻ trung. Đây là xét ga tự động này, chạy 6 bảng 6, hộp số. Đây, có chế độ số thể thao 1, 2, 4, 5. Rồi, cái này là điều hòa thông minh, điều hòa tự động hai vùng độc lập nha anh chị, hai vùng độc lập đó, tùy chỉnh nhiệt độ. Màn hình đây màn hình zin luôn. Cái này điểm đặc biệt mà em thích nhất của xe này là hệ thống giải trí loa bass. Loa bass là nghe sướng nhất. Hồi xưa em đi Audi Q7 anh chị, nhìn dàn loa nghe đã luôn. Sau này em đi cái 570 mà cái loa Mazda Vision á không hay, nghe nhạc trẻ không hay, nó trầm quá. Ghế này da là da nguyên bản hết nha anh chị, tất cả da nguyên bản hết, có điều hòa phía sau. Đây, cửa sổ trời panorama, tất cả ở sau thì rất là đẹp, tắp bi mọi thứ keo chỉ nó rim nha. Tới với em thì yên tâm về những cái phần đó. Tiếp theo là cốp sau cũng rất là rộng rãi, cho chúng ta một cái khoang để đồ cực kỳ hợp lý. Lốp xe cua đây có hệ rồi anh chị. Con xe này thì anh chị nào mà nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại như hồi nãy em đã nêu á,
giúp giùm em nha. Nhớ kết bạn anh chị, nhớ kết bạn Zalo để đón nhận những mẫu xe mới tiếp theo và tư vấn trên Zalo nó tiện hơn và có những cuộc gọi Zalo nó miễn phí và thời lượng nó lâu hơn, thoải mái cho cả hai hơn anh chị. Có thể gọi video coi trực tiếp đúng không, thí dụ là coi chưa đã, em quay coi chưa đã, có thể gọi video Zalo các bạn cho anh chị coi trực tiếp muốn coi điểm nào chỗ nào và cùng nhau trao đổi. Bữa nay công nghệ họ mới rồi, công nghệ mới rồi, mình có không có thể, không có cần thiết và phải mất thời gian đi tới salon. Mình chọn một nơi uy tín, ok, hợp đồng giấy tờ rõ ràng rồi, mình chốt một cách giao dịch, chốt deal bằng cách gọi video phone với nhau hoặc là chốt với nhau qua Zalo, xong rồi bên em mang xe tới nhà cho anh chị check tiếp nha anh chị, thể hiện một cái sự gọi là rõ ràng bên em từ cái khâu mua bán phục vụ. Đây ghế thứ hai cũng là ghế điện này, chỉ có cái bản full mới có. Ở bên em cũng đang cần mua rất là nhiều xe nha anh chị, nên chị có mà tại thời điểm này mà alo em bán lại á, alo em lại mua giá cực kỳ cao nha, tại vì cái lượng khách hàng cũng yêu quý ủng hộ bên em. Nếu mà xe anh chị mà xe đẹp á có thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp, chắc chắn một điều sẽ không làm anh chị thất vọng đó, kêu chỉ là Vinhut anh chị, kêu chỉ Vinhut. Xe này thì anh chị có thể test thoải mái, sơn thuốc thì có nhưng mà đâm đụng bóp méo thì không nha anh chị, đó là cam kết cho anh chị. Sơn thuốc mấy cái chỗ bóp méo ngoài tút tiết chỉnh chọt là có, tại vì nữ đi hơi chạy xước, nữ đi mà ở Sài Gòn đi những xe bự dài ốc này, ốc là Vinhut nha anh chị, ốc là Vinhut. Máy 2.5 chạy nhẹ nhàng bóc lắm nha anh chị, chạy bóc lắm, thực tế anh chị chạy rất là bóc. Trong cái tầm tiền thì 2016 thì sẽ có Camry, nhưng mà Camry thì công nghệ chức năng thì nó không có cái gì hết, mà nó có được cái là cái giá nó mắc, mắc hơn đây rất là nhiều. Vì sao? Vì nó gọi là không hiểu là do thị trường hay là do nhiều người thích nên là nó đẩy cái giá của xe cũ lên. Cái này em thấy các nơi bán cũng cao lắm nè, có chỗ bán 600 mấy, nhất là ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc á, họ bán rất là cao. Nhưng mà bên em toàn thì luôn luôn muốn hướng tới cái giá nó phù hợp nhất và cái sản phẩm nó thật nhất. Tại vì con này mà trên 600 thì rất là khó, em nói thật. Nếu các anh đăng mà con này trên 600 là rất là khó, nên là nhiều hồi em cho giá mua lại á, những con M6 này nó thấp quá nên là ít khi em mua lại được, giờ em mới mua được nè. Tình hình cũng dịch bệnh khó khăn nên các anh đó chắc không đi lấy được nên là em mới mua được. Cái hồi giờ đa phần em cho giá Mazda 6 mà 2016 dưới 600 là bị mất hết. Mấy anh ở ngoài Hà Nội mà bắt mua hết, không hiểu sao ngồi đó chuộng cái này. Sau này em mới mua được. Đa phần Mazda 3 là các loại kia em mua mạnh, nên anh chị thấy ít em quay những cái dòng sản phẩm đó. Tuy là có rất nhiều người chào, em cũng mong muốn cái giá đưa về cái giá này là hợp lý cho con M6, sau này người ta đi đổi người ta ít lỗ. Chứ mà mua 600 mấy sau này lỗ cũng nặng lắm nha. Xe mới chủ xe lỗ cũng tan khóc luôn, không hiểu sao mà giảm kinh khủng. Mua hơn 1 tỷ mà thời đó chắc mua 1 tỷ á, bây giờ thì hơn 1 tỷ, thời đó mua chắc 1 tỷ con bánh. Còn 500 mấy anh chị. 2016 mà chất lượng đẹp như vậy. Những con xe này mà đi nhiều cái số em không dám mua đâu nha. Đi cỡ trên 100 ngàn là em không dám mua đâu. 80 ngàn đổ lại, 90 ngàn đổ lại em mới dám mua. Đó, chia sẻ anh chị như vậy. Gầm này, gầm rất là đẹp. Xe này thì gốc miền Tây, chủ xe người miền Tây à, nhưng mà chạy ở Sài Gòn, làm việc công tác ở Sài Gòn nên là chạy Sài Gòn nha anh chị. Một chủ biển số 67 05098, đăng kiểm đến năm 2022. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Thì hẹn gặp lại anh chị video sau.